Sao? Không dám đấu với tao à? Này, mày láo đi. Hả? Mày láo đi hả? Ok. Đây là một game sandbox hoàn toàn miễn phí trên điện thoại, còn hỗ trợ tiếng Việt cho người chơi cơ mà. Chưa kể trò chơi là còn đa dạng. Trong một cái ứng dụng thôi mà có rất là nhiều chế độ chơi như là Bed Wars, Egg Wars, Jailbreak, Skyblock, lại còn có Hero Tycoon luôn. Xuổi ôi, tha hồ mà chơi luôn. Thôi Vinh, mày chơi nãy giờ rồi đấy, mày phải để bọn tao chơi với chứ. Ui, đưa bình tĩnh đi. Đây là máy điện thoại của mẹ tao, sao mày cứ chơi mà nhé. Ôi, chúng mày ơi, mày kêu. Điều gì đó cực kỳ tai hại rồi. Này ông kia, ông nhìn quen lắm. Có phải ông là... Ta là Benson, nhân vật ở trong vườn lúc thành cầu, sinh ra và lớn lên cùng với trò chơi. Ta có suy nghĩ của riêng mình, nhưng lại bị con người điều khiển. Phải trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử, phải bỏ mạng rất nhiều lần. Ta đau đớn, ta gục ngã. Ta là que gì vậy? Ta đã thề rằng nếu như ta ra được bên ngoài, ta sẽ biến nơi này thành thế giới của Block and Go và thống trị nó. Biến thế giới đó trở thành game Block and Go à? Sức mạnh của ta chính là biến tất cả mọi thứ thành cấu hình sandbox. Với sức mạnh này, ta sẽ thống trị thế giới. Thì Benson kia, bọn ta sẽ không để ngươi làm thế đâu. Quay về Block and Go đi. Anh em, để thôi. Thằng này chỉ là một cái thằng sandbox thôi mà. Hãy xem cú đấm sấm sét của tôi. Cả mọi thứ bên ngoài đời thực này đều không làm tổn thương ta ở đâu, bởi vì ta chính là cấu hình sandbox. Ôi, cái mạnh quá. Ôi, nào bây giờ hãy xem sức mạnh của ta đây. Mày quá, không bị làm sao. Anh em tình hình nào rồi? Không sao, vết con thở. Không sao mày ạ, anh em mình không sao cả. Mày quá. Mày quá. Thế nào? Tất cả mình bị sao kìa. Cơ thể bị làm sao ra? Không cử động được. Chân tay tao đâu rồi? Kêu. Không cử động được. Tay chân mất rồi. Đây chính là kết cục của những kẻ dám chống lại ta. Giờ ta cần tạo ra một món đồ để khuếch đại sức mạnh này. Đó chính là chiếc giường ở trong Bed Wars. Chỉ cần có chiếc giường đó, sức mạnh của ta sẽ tăng lên rất nhiều lần. Và ta sẽ hủy diệt thế giới. Ô thằng kia, đứng lại. Ta sẽ gần lại. Khốn. Tạm biệt với anh em. Đứng đấy mà chờ chết đi. Chúng mày không đủ trình để di chuyển ở trong cơ thể đâu. Làm nào đây chúng mày? Cái tên Benson kia sẽ biến cả thế giới thành cấu hình sandbox rồi đấy.
Mày cứ lo cho cái thân mình đi đã. Tao muốn đái nãy giờ không đi đái được rồi này. Khoan đã chúng mày. Cơ thể này giống trong game Blood Man Go. Nếu chúng ta di chuyển giống trong game, chắc chắn đi lại được. Để tao thử. Đi chuyển đi giống chúng mày ơi. Hay quá. Tao bảo có sai không? Đó. Hay lắm. Tuyệt vời luôn. Ok, di chuyển được rồi. Bây giờ anh em có kế hoạch gì không? Khó quá, cái tên boss đấy mạnh lắm. Anh em mình thì làm sao mà ăn được? Chả có lẽ anh em mình lại đứng đây để nhìn thế giới biến thành game set bóc à? Ồ, đúng rồi. Cái tên Benson đấy có nói là những vật thể ngoài đời thực không thể nào đả thương được hắn. Vậy có nghĩa là nếu như vũ khí ở trong Blood Man Go, chắc chắn có thể đánh bại được hắn. Cũng có lý. Nhưng mà tìm đâu ra vũ khí của Blood Man Go bây giờ? Này, chúng mày có nghĩ cái điện thoại này là cổng kết nối giữa hai thế giới không? Nghe hợp lý đấy. Có thể cái này sẽ giúp cho mình đi ngược vào thế giới Blood Man Go, tìm được những vũ khí mạnh để đánh bại hắn. Ý kiến hay. Ngoài ra chúng ta có thể mang chiếc giường ra để thách đấu với hắn một trận Bad Wars. Này, chúng mày vào trước đi xem nào. Mày vào đi. Tao đi. Sao mày vào? Vào đi. Mày vào đi. Chúng mày cho sao như thế? Mày sợ quá à? Tao sợ đây. Mày sợ mày gì? Mày vào đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chúng mày bỏ hết đi. Tay giống nhau thì hoàn tu đi kiểu gì? Để tao lên. Máy của mẹ tao. Alo anh em, tao vào được Blood Man Go rồi này. Nhìn nhân vật của tao giống tao phết đấy chúng mày. Hình như game này nó mô phỏng theo quần áo của anh em mình ấy. Tao cũng thấy giống như vậy. Vâng anh, tại sao lại có cái đầu nấm như này? Chúng mày ở đâu rồi? Đồng qua tao không tìm được. Thôi không cần đâu. Giờ anh em mình chia ra chơi Bad Wars, kiếm trang bị và tìm giường đi. Này, tao thấy một cái giường rồi này. Nhưng mà chúng nó xây kín để bảo vệ rồi. Tặng thêm cái này, để tí nữa tao thó về mới được. Thôi để tao đi phá giường chúng nó kiếm nguyên liệu cái đã. Bọn này giống cái giường kỹ thế nhở? Này, tí giường này. Tao thấy sức mạnh của tao chưa? Xem bom của tao đây. Láo lại, thích chiến lại, mày vào đây, vào đây. One eternity later. Anh em, tôi đã chiến thắng hàng trăm trận Bad Wars và đã mua về cho mình một thanh kiếm cực kỳ xịn sò này. Với thanh kiếm này, tôi chắc chắn sẽ đánh bại được cái tên Benson đấy rồi. Tao cũng thế, tao vừa mới nhận được một chiếc khiêng có thể chặn đòn tấn công của hắn. Được nhỉ. Còn tao, tao nhận được một cây gậy phép nhưng mà lại không biết tác dụng của nó để làm gì. Thôi, cái đấy tính sau. Bây giờ anh em phải đi và ngăn tên Benson đấy lại đã. Anh em, xuất phát. Đi, đi. One eternity later. Cuối cùng ta đã chế tạo xong rồi chiếc giường của ta. Ngay bây giờ
sức mạnh của ta sẽ được khuếch đại và thế giới sẽ thay đổi vĩnh viễn. Không thể kích hoạt chức năng của chiếc giường ngay lúc này, một chiếc giường khác đã xuất hiện. Bad Wars bắt đầu. Gì? Vẫn còn chiếc giường khác quanh đây sao? Benson, bọn ta thách đấu với ngươi một trận Bad Wars. À, mới được danh con. Hóa ra chúng mày mới từ Block Bên Cầu ra đây à? Muốn chiến ra đây. Đây. Văn thán chi thuật. Benson, hắn vừa tạo ra thêm 2 chiếc giường, tổng cộng là có 3 chiếc. Bad Wars bắt đầu rồi. Giờ chúng ta phải chia nhau ra để phá những chiếc giường của hắn. Quang, mày lo chiếc giường bên phải. Quân, mày lo chiếc giường bên trái. Còn tao sẽ lo tên Benson thật. Tất cả đã rõ chưa? Rõ. Xuất phát. Đến phần tầng kia. Yeah! Ê thằng kia, hãy xem sức mạnh của Pháp Sư Đông nào đây. Yeah! Benson. Bảo anh con, mày đến đây sao? Ngày hôm nay ta sẽ bắt ngươi quay trở về Block Bên Cầu. Muốn chiến gì? Tới đây rồi. Hả? Cái gì đây? Pháp sư lấy hệ đánh nhau à? Tao thích thế đây. Thì làm sao? Hãy xem đây. Đã thấy sức mạnh của anh Hùng Khiên chưa? Này cái giường này. Thành công rồi. Yes, thành công rồi. Quân, Quang, tình hình bên mày thế nào rồi? Tao đã phá được chiếc giường đấy rồi. Còn mày thì sao? Tao cũng phá được rồi. À, có thằng Minh. Anh em mình phải đi giúp nó thôi. Đi. Trong lúc tên Benson đang bận đánh nhau, anh em mình sẽ lẻn vào và phá hủy chiếc giường của hắn. Được, đi thôi. Ôi, mọi người, cẩn thận. Thế xong rồi. Tại sao mày lại dám bỏ? Ui. Ui, anh em mình chỉ còn một máu thôi. Giờ phải làm sao bây giờ? Các người nghĩ ta để cái giường ở đấy mà không có chuẩn bị gì sao? Tên khốn. Ui, máu thôi. Ui, thằng Minh chỉ còn một máu thôi. Ui, nó sắp đang xuất rồi. Quân, mày còn chiêu thức nào không? Tao chỉ còn cái gậy thôi. Nhưng mà tao không biết dùng để làm gì cả. Bây giờ mày nói một câu thần chú linh tinh vớ vẩn đi. Biết đâu lại có tác dụng. Alibaba, ông là Sibu à? Bật chơi bay lên. Đồng chí thật đi. Đồng đất à? Không phải. Tạm ra là tác giam. Huynh điện thằng Văn. Ôi, thằng Minh. Chưa chắc đã giòn đâu. Thì ra cái gậy này có thể biến cấu hình sandbox trở về hình dạng ngoài đời thực. Tại sao kiếm của ta không đả thương một người?
Chia buồn với ngươi. Nhưng mà nếu vũ khí ngoài đời không làm gì được ngươi thì ngược lại, vũ khí của Blockman Go cũng không làm gì được bọn ta cả. Danh, mày vui mừng quá sớm rồi đấy. Mày quên năng lực của tao là biến tất cả mọi thứ xanh bóng sao? Xem đây, Bình, cầm lấy. Thằng khốn. Yeah! Giờ ta và ngươi ngang kèo, ngươi đừng hòng đánh bại ta. Chúng mày thua rồi. Ý ngươi là sao? Thông báo, chiếc giường của Kim Ping Lê đã bị phá hủy. Kim Benson đã chiến thắng Bad Boy. Cái giường ở nhà bị phá rồi. Một phân thân của tao chưa đánh bại và đã phá nát giường của mày rồi. Sức mạnh từ chiếc giường của ta đã quay trở lại. Vài giây nữa thôi, cơ thể ta sẽ bộc phát và thế giới này sẽ trở thành game Block and Go. Chẳng có nhé, không có cách nào để chiến thắng nữa sao? Kết thúc thật rồi. Chết rồi, thế giới sắp bị hủy diệt rồi. Bây giờ phải làm thế nào? Thôi được rồi, tao đã có cách ngăn hắn lại rồi. Hả? Cách gì? Nếu như hắn là nguồn sức mạnh hủy diệt thế giới thì chỉ còn cách này thôi. Đúng là tất cả chúng mày. Ta sẽ đặt cược số phận của thế giới vào trong đợt tấn công này. Chưa chắc đã giòn đâu. Thì sức mạnh biến thế giới thành Block Man Go đã không còn nữa. Mày, chúng mày, tao sẽ tiêu diệt chúng mày. Chia buồn với ngươi, Benson. Nhưng mà với cơ thể của một người bình thường cực kỳ là phức tạp như này, ngươi sẽ không thể nào mà di chuyển dễ dàng như bọn ta được. Không, không như thế. Đồng nghĩa với việc ngươi không phải đối thủ của bọn ta. Kết thúc rồi Benson ạ. Đã đến lúc quay trở về game Blockman Go rồi. Mày, tao không phục. Tao sẽ còn quay lại. Thành công rồi. Hắn đã bị nhốt lại Blockman Go rồi. Ôi, máy này mình sẽ tắt đi. Còn bây giờ anh em mình về nhà, mỗi đứa một máy chơi Block Man Go, ok không? Đúng rồi, trò này có cả trên Android, App Store và còn có cả trên Windows nữa cơ mà. Thao mà chọn. Và đặc biệt là không được làm rơi máy xuống nước hết nhá. Không là lại phải đi giải cứu thế giới đấy. Về nhà thôi. Ui, nói chung là anh em mình mỗi đứa máy không phải tranh nhau nha. Nhưng mà bây giờ còn cái máy của mẹ tao thì làm sao? Thì cái đấy phải niêm phong lại, không là tên Benson lại đi ra. Rồi, mày cứ bảo với mẹ mày là mất rồi. Ừ, rồi, tội đâu thì mày cũng chịu. Mày thằng Danh, có mày cứ chờ đấy. Nhất định tao sẽ trả thù cho chủ nhân của tao. Chưa chắc đã sắp đâu. Subscribe đi anh em ơi.